Thoại Sơn của huyện thị trấn Núi Sập, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang đó quý vị. Mời mọi người cùng Lâm tham quan chợ này một cái nha. Lâm đang đi từ đường Hùng Vương đi vô. Dạ, con bay chợ. Ở đâu Dạ, con ở Kiên Giang. Dạ. Ủa, cái này nếu mà nhóm họp chợ thường đông nhất vào buổi nào? Còn buổi sáng hả con? À, rồi. Ủa cô, à cái này là cái nhìn đi trước nó quay như thế nào đó cô? À dạ. Ủa cô, con đi là vòng cái này hết, qua bên kia là hết cái chợ mình hả cô? À, ủa có từng khu riêng không hay là cái chợ nhà lồng riêng rồi? À rồi. Rồi con cảm ơn cô. Dạ. Dạ. Bán được không cô? Vậy hả? Ủa mà thường rồi cô bán từ sáng tới chiều luôn hả? Bán từ sáng tới chiều luôn. À, ở đây là mình thuê hay là sao cô? Dạ. À, một tháng gì là nhiêu cô hả? Cô thuê cái này là 4-5 năm rồi, cũng như là năm nay là nó hết mãn dịch rồi. À, rồi mình lại thuê tiếp 5 năm nữa hả cô? Không biết tới chừng nữa, về nhà nước thì cho thuê xong. Ủa chú cho con hỏi, chợ này là lập từ năm nào chú? Năm nào em? Năm 1972 vậy. Ủa. À dạ, vậy là cũng lâu dữ ha. Ủa mà hồi xưa giờ là ở địa điểm này luôn hay là có về từ đâu vô không cô? À chợ này là vẫn là chợ mới hả? Dạ con cảm ơn cô. Dạ. Quay không mà không có chụp hình đâu. À, cô bán rau cải là được không cô? Được hơn hả? À, vậy là mấy cô bán cái kia thì khó hơn. Ủa thường là cô họp chợ vậy là từ mấy giờ tới mấy giờ cô ha? 2 giờ đêm tới. Ủa vậy là cái buổi đông nhất là lúc mấy giờ cô? À sáng hả? À dạ, vì giờ này là hết người đi. Dạ. Rồi cảm ơn. Dạ. Dạ. Quay đây nha. Xấu lắm. Mà cũng dính cô rồi. Dạ. Dễ thương mà. Hello. Hello, xin chào đi. Chào. Con mấy tuổi rồi? Mấy tuổi? 22. Không, chắc sợ người lạ đó chị ơi. Sợ. Dạ. 3 tuổi rồi. Ở của mình là từ mấy giờ tới mấy giờ chị sáng là
sáng em 3 giờ rưỡi em thức. À dạ, vậy tới chiều là khoảng mấy giờ là mình mới nghỉ ấy? Giờ. À dạ. Rồi bán được không chị cái này? Bán cũng được. À cái này bán được không? Dạ, em cảm ơn. Em đi qua nhìn cắt. Rồi. Hello. Chị nào trực tiếp lên. Dạ, à, chắc khoảng vài bữa nữa chị. Dạ, em nhanh luôn hả? À không. Bye bye. Đây là khu vực lên hàng nè quý vị. Ủa, anh ơi mình là từ tỉnh nào lại đây anh ha? À Hậu Giang hả? Bán được không anh? À vậy là bao lâu thì mình lại một chuyến? À một tuần rồi mình về ở bển rồi lại lên một lần nữa. Dạ, em cảm ơn. À, em quay mấy cái chợ ở đây. Quay chợ này ạ? À? Dạ. Dạ, em đi ạ. À. Phật sự ở đâu vậy? Dạ, em ở Kiên Giang. Kiên Giang, Gạch Giáp anh ạ? À? Dạ, đúng rồi. Ở... Chứ không phải bên kia ở... Không phải ở An Giang. Dạ. Dạ. Ủa, vậy ở đây là chắc cũng là nhiều cô bác ở tỉnh khác lại lắm hả anh ha? Dạ. Nhiều lắm. Quá trời. Em đi luôn ạ. À. Đây là đường Võ Thị Sáu nè quý vị. Đường cắt ngang đó là đường Lý Tự Trọng đó quý vị. Dạ không, có quay phim thôi mà. Ơ quay cô nè. Cô bán được không cô? Dạ hả cậu? Dạ. Cái này ấy lắm cậu ơi. Giúp cô ấy. Người bán thì đông mà người mua thì ít. À dạ. Ủa rồi à. Buổi sáng thì còn bán lay gai được ít đỉnh, buổi chiều không có người đi đó, cậu dòm đi xung quanh đi. Dạ. Không có người nào chứ, con thấy toàn người bán không nè, à cậu thấy đi, cái chợ của thị trấn núi sập mà kìa, mỗi người cái cổng ra nó nằm chưa có ai đâu mua. Dạ không có người nào mua chứ. Dạ đa số thành phần thì chị em ta cũng phấn đấu để bán cho nhiều cho đông khách mà. Dạ. Cuối cùng là khách không có, chợ thì nó vậy đó, rồi làm sao. Dạ. Rồi cái này đủ sống không cô? Dạ ơi, bấp bênh lắm em ơi. Có bữa thì có lời, có bữa thì không lời. Có bữa thì lỗ lắm vô, cái gì đó. Dạ. Bấp bênh đủ thứ chứ nó không có được còn vậy. Phải mà bán mỗi ngày, mỗi có tiền lời đi ra thì cũng đỡ. À dạ. Vậy đó. Mà cái đổi chợ là cái người góp qua chi á, mà còn đòi tăng đè tiền lên gấp đôi nữa. Đôi khi một cái lô của mấy chị đây là mỗi sáng góp tiền qua chi 2.000, bây giờ đòi 4.000. Chị em đâu ai đồng ý đâu. Dạ. Yeah. Nó chở ế bán không được. Rồi thì phải là lấy y giá cũ người ta đóng cho. Dạ. Yeah. Cái này đòi tiền gấp đôi lên. Ở đây là chị em ta phản ảnh không ai đồng ý hết. Dạ. Đó. Ồ. Đổi cho người mới lại á. Yeah. Cổ hợp đồng sao không biết. Mà có hợp đồng sổ 5-700 triệu gì đó. Rồi bây giờ cổ tăng lên ăn cho ở đây, bắt người dân ở đây người ta chịu. Yeah. Hàng hàng ở đây người ta chịu, người ta đâu có đồng ý. Người ta nói hồi xưa rồi đó, mới vô hợp đồng, mới lại trên quỹ ban hợp đồng là mỗi một cái lô đóng tiền qua chi 2.000. Yeah. Thì bây giờ người ta cũng chấp hành đóng 2.000, chứ người ta không có nói tới nói lui để đổi người mới. Yeah. Nó nhưng mà bả đòi gấp đôi lên. Mà em thấy đi như trong cái chợ, người ta ngồi ta phải có cái dù che nắng, phải không? Yeah. Bả lại bả góp bả đòi tiền cái dù của người ta 2.000 nữa. Trời ơi.
Ừ, tiền cái dù á mà bà cũng đòi tiền 2.000 nữa. Cái người mà mới mà vô góp một tay này nè. Đó, em thấy đi. Cái đó là quá bóc lột phải không? Đó, cây dù của người ta để, người ta che nó mưa che nắng, người ta bán, người ta mới có đồng tiền ra, người ta đóng qua chi cho mình. Mà lại biểu á, đóng cái dù 2.000 nữa. Rồi cái chỗ ngồi á, phải đóng tiền, cây dù cũng phải đóng tiền. Đó, là quá trời sai luôn rồi. Đó, rồi cái ở đây không ai thống nhất, không ai đồng ý chứ. Bán nó để bà lại với quý ban. Tôi nói giờ chị đi tới đâu giờ cũng vậy. Nên quý ban đây chị ý kiến đi, tại vì hồi xưa mới giờ xuống đây chị em tôi là quý ban là lấy tiền qua chi có 2.000 thôi. Còn tiền lô tháng thì tôi đóng chấp hành đủ. Nhưng mà bây giờ chị tăng bất ngờ lên như vậy là không thể nào mà đóng cho chị được. Ủa mà tháng mà mình đóng thêm cái tiền kia lô là nhiêu nữa cô? Tiền lô đó là một tháng 290 mấy ngàn. Tiền qua chi là riêng nữa? Qua chi là mỗi ngày 2.000. Qua chi là mình để làm gì cô ha? Cái đó là người ta cái để tiền làm qua chi đó mình không biết, như ở trên ủy ban thì đề thị xuống là tiền thế là một tháng 200 mấy. Rồi tiền qua chi là 2.000. Tiền đó qua chi đó là để tiền mấy người ta đổ gác rồi đó cưng. Để người ta đi rồi đó. Rồi không cái đổi lại cái người góp qua chi khác vô cái hợp đồng đó. Tự dưng bỗng dưng 2.000 đổi thành 4.000, em đâu có chịu. Mà trong khi đó phải ba hợp đồng hết sao, 3 năm trời lắm là tôi chỉ phải chịu thiệt thòi là bao nhiêu, biết bao nhiêu không? Chứ đâu phải chưa một tháng đâu. Nếu một tháng mà tăng lên như vậy thì cũng đâu ai nói. Mà cái này nó tới 3 năm lận. 3 năm mà thí dụ như bà hợp đồng hớ hay sợ gì không cần biết. Bà tăng tiền tụi chị lên, bà lấy bà bù lỗ vô cái đó thì tội nghiệp cho bạn hàng người ta đây. Bây giờ bán bất bên lắm, ế lắm chứ không phải như ngày xưa. Hồi xưa là còn bán còn có dân đông. Bây giờ dân chúng người ta đi Bình Dương đồ làm, công ty người ta làm hết. Nó thành ra chợ đây em nhìn xung quanh có người. Thế người bán không à? Người bán không, không có người mua. Có gì đó. Rồi, con quay. Tụi chị cũng gác chi đâu mà bán, nó kéo dài thời gian. Cũng như ngày nay không được thì ngày mai mình được. Gán hoài. Gán biết người nào người ấy tìm cút nè. Con quay vòng cái nữa. Quá trời. Cô. Cá à? Dạ. Cá đó. Cá này ở đây bự nè. Wow. Rồi con cảm ơn. Ế quá. Quay phim đưa lên chị mình chơi lớn thợ sơn là đem giọng thằng ngủ không à, không có bán. Dạ. Quay đưa lên cho người dân chạy. Ồ, vậy hả con? Con quay cái chứ. Dạ. Mà chợ mình ế quá. Không có thấy đông khách. Sáng tới chiều. Dạ. Không có ai đi hết trơn. Rồi con đi luôn chú.
Ông có quay chúng mình đâu cô ơi. Ông đi trước kìa. Dạ. Dính mỹ thôi. Dính mỹ à. Quá. Wow. Đang chiếu liền cái đó đó. Còn quay cái nghe chú. Nước hồi đâu đâu đóng. Còn quay cái. Ồ, đây là chơi cờ tướng. Ê mình đâu có chiếu nó đâu. À lập đâu có chiếu nó lập con về mình cản nó chứ mà. Anh này bán được không sao? Có tư vấn không? Tư vấn đây là cao thủ cờ tướng ha. Ở đây là những giờ thư giãn nha quý vị. Không, giờ đi kiếm những ngày tay trái thôi nha. Trời ơi. Mà nó sức khỏe chưa? Ờ, giờ mình thấy cái cao tao biết mày ăn thua rồi. Ừ, hay lắm. Đi đâu mày? Coi quay cái này coi cái gì vậy? Con đang quay khung cảnh chợ nè. Vậy đó hả? Dạ. Cho ông lên Facebook đi. Dạ. Ừ. Ông lên YouTube. Dạ. Quay thằng giống nó khô đây. Đang quay phim đó anh. Ủa em, khu vực chợ của mình rồi có từ đó qua đây bọc đây là hết rồi hả? À. Cái này chỉ đông vào buổi sáng thôi quý vị. Hiện giờ chợ Hội Sơn rất là ế. Chợ cũng không có lớn lắm quý vị, có chút à. Con vô đây một cái. Dạ, giáp vòng rồi đó cô. Dạ. Con đi vô đây một vòng. À dạ. Đây là bên trong nhà lồng nè quý vị. Chất lượng cao.
quay phim chú ơi. Dạ. Ủa. Con đang quay phim. Rồi quay chúng chị ấy rồi. Quay gì vậy? Dạ đang quay chợ con. Đang chi vậy? À cái này con bạn. Quay bán giấy cho chán lên lại đi. Có anh nào anh rút giúp lại đi. Dạ. Ủa chị, cái này mà dạo này như bán không được hả chị? À. À dạ. Ở đây là chị bán được không? À. Là đủ sống không chị? Dạ. Cái này đủ sống không? Dạ sống mình nên em thì đủ, mình nuôi được 3 đứa con không đủ. À dạ, khổ quá nha. Chạy mất dép luôn rồi giờ. Hàng quá rất là nhiều nhưng mà không có thấy người mua quý vị. Có mua ba cái bào ngư chưa vậy chị dâu? Ủa có xe ra có hả? Có xe trong cái bọc ấy có. Đang ưu tiên. Wow, cái này có từng lô. Ủa anh, lô này một lô là bao nhiêu anh? Một lô là mướn nhiêu chị? Cái lô này nè, ở trên này nè. Lô gốc là 19 triệu. Rồi hàng ngày là đóng thêm 2 ngàn nữa. 2 ngàn là tiền qua chơi bán. À vậy đó hả? Mà sao em thấy không? Ê, có ai lô? Có ai qua 5 đội ra nha. 5 đội ra nha, năm nay nó bỏ luôn. Tại chợ chợ nó bán hết trơn rồi. Bây giờ nhóm chợ chợ không mà không có giới trong lô. Sáng anh lên, sáng anh quay á, mấy có người bây giờ. Dạ. Cái sáng anh lên quay đi. Dạ. Giờ này chiều không có ai đâu. Sáng quay đông lắm, đông rồi chắc luôn. Dạ. Đông rồi đông hẳn ở dưới trên này không có người. Chứ giờ này có người đi đâu quay. À dạ. Sáng với người ta có đi chợ đông, người ta có đi chợ đông nữa. Rồi giờ này anh quay đi có. Không, không thấy. Chứ mặt luôn không có ai bán đâu. Dạ. Ê, qua. Dạ. Quay để cho người ta quay mà mấy gì kỳ quá hả? Trời ơi. Ê, cái chợ nào qua cái chợ này lên một bắt cỏ đi. Nó nghe nè, cái bà nằm giọng đi xuống. Đưa mắt quần áo cho nó quay lên đài làm gì vậy? Dạ. Ê, cái thằng chết tôi mà đi Bình Dương nè. Đi Bình Dương bắt chết luôn đi chơi. Trong cái gian hàng này chỉ còn có 4-5 người ngồi thôi. Ê quá bỏ chị nha. À dạ. Quá trễ. Dạ. Bà đợi. Quay nó qua Mỹ hay gì? Dạ. Quay nó qua Mỹ. Đó kìa. Không, nãy em quay gỗ vậy, em quay gỗ.
Xong cười luôn. Hello. Không cười luôn. Sao vậy? Cười đi rồi. Chiều nay gái lên đài đó. Nghĩ rồi, đứng hình rồi, không cười luôn. Cái chú này quay lên đài là cái chợ lát sao? Không sao đâu cô ơi. Quá trời ế rồi. Lên đài hay gì anh? Úp lên mạng. Lên mạng hả? Dạ. Nó còn lên mạng gả cho Kiều không? Có em đứng đó ưu tiên gả cho Kiều em. Dạ. Đẹp quá trời. Bà đẹp quá trời, kiếm ông già 90 tuổi. Dạ. Ủa vậy là giờ nó bán ở ngoài đường nhiều hơn hả chị? Đúng rồi, bây giờ là không bán mà đi ra đường bán không à. Mà mấy ông làm gì tới đây, mấy ông làm gì? Quay lên đài giá một chiều. Bà ơi, để nghiêm túc để cho người ta nói chuyện cho bà ơi. Mấy chiều đi tổng vậy. Dạ. Bán mà từ mà 2 giờ phi cho tới giờ này nè, tới 6 giờ dẹp luôn, không ai vô đây. Có làm cái chợ chứ không ai vô chợ. Thế giữ gì đó hả chị? Đi vòng vòng ngoài đó đó. Em đi vòng quá trời ấy. Ôi dạ. Hả, quay này em đi đâu? Chồng nước ngoài à, à, vậy đó. Bây giờ bắt đầu có chồng nước ngoài thằng này quay nè. Em đi luôn chị ơi. Dạ. Mình bán không có được gì hết trơn hả chị? Cái còn nguyên hết trơn. Còn là nằm không? Dạ. Dạ. Quá chị. Thấy người bán không? Con quay về chợ hả cô? Quen nó kìa, quen con nghe nó kìa. Dính này. Dính mày kìa trên. Quay lại kìa. Cái này nhé. Dạ. Dạ con đang quay phim. Quay dính rồi luôn. Ồ, thấy người bán không? Không thấy người mua nhỉ? Ủa em, bây giờ chỉ toàn người bán không? Không thấy người mua hả? À. Quay trúng cô rồi cô ơi. Mỗi buổi chiều thường đi đông nhất là khoảng mấy giờ? 4 giờ đến 5 giờ. À, chỉ có nhắc đó thôi hả? Dạ. Ừ. Trời ơi, quá trời ơi. Thôi, đi nha. Ơi, đừng quay chút em nha. Không em, vô rồi. Có. Em đang coi để chủ thấy. Quay hướng này nè. Vậy hả? Không, thiệt không? Thiệt thì delete bỏ.
Thôi đừng quay tôi. Có phỏng vấn. Quay quay chút đó đó. Đừng chợ này quay luôn em. Không 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 chợ không có người, còn là người bán không à. Xin cảm ơn quý vị, hẹn gặp lại ở các video tiếp theo. Chợ ế hoa.